kịch bản bất ngờ xuất hiện với Olympic Việt Nam sau khi Hàn Quốc thua sốc. Việc Olympic Hàn Quốc thua sốc và mất ngôi đầu bảng đã xuất hiện những kịch bản bất ngờ đối với Olympic Việt Nam trong việc sẽ gặp đối thủ nào ở vòng tứ kết trong bóng đá nam AZ 18. Tại trận đấu trong khuôn khổ bảng E diễn ra vào tối ngày 17 tháng 8, Olympic Hàn Quốc đã bất ngờ để thua sốc Malaysia 1-2. Với kết quả này, chắc chắn Olympic Malaysia sẽ đứng đầu bảng E bất kể thành tích ở lượt đấu cuối cùng do Malaysia xếp trên Hàn Quốc về thành tích đối đầu. Kết quả bất ngờ ở bảng E đã ảnh hưởng đến những toan tính của Olympic Việt Nam và Olympic Nhật Bản ở bảng D. Theo cách phân cấp của ban tổ chức, đội xếp nhì bảng D, Nhật Bản hoặc Việt Nam sẽ gặp đội đứng đầu bảng E, còn đội nhất bảng D chỉ phải gặp một trong ba đội đứng thứ ba tại bảng B, bảng E hoặc bảng F. Như vậy, trong trường hợp xấu nhất ở lượt đấu cuối cùng, Olympic Việt Nam thua Nhật Bản, thì thầy trò Park Hang-seo sẽ phải đối đầu với Olympic Malaysia ở vòng 1/8. Malaysia cũng là một đối thủ đáng gờm với hai trận toàn thắng, song họ vẫn còn dễ chịu hơn đội bóng Hàn Quốc. Ở trường hợp còn lại, nếu Olympic Việt Nam vượt qua Nhật Bản để chiếm ngôi đầu bảng thì sẽ chỉ phải gặp đội xếp thứ ba của một trong các bảng đầu là ưu tiên thứ tư là B, E và F. Ở bảng B, Uzbekistan đã chắc chắn đoạt vé đi tiếp với ngôi đầu nên suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh của Thái Lan 2 điểm, Bangladesh và Qatar cùng 1 điểm. Đây cũng là một trong ba đối thủ tiềm năng của U23 Việt Nam nếu thầy trò Park Hang-seo giành ngôi đầu bảng D. Trong trường hợp đội hạng 3 của bảng B không đủ điều kiện đi tiếp, Việt Nam sẽ gặp đội hạng 3 của bảng E. Đối thủ tiềm năng nhiều khả năng sẽ là Bahrain hoặc Kyrgyzstan. Hàn Quốc cũng có nguy cơ đứng thứ 3 ở bảng E với điều kiện họ để thua Kyrgyzstan. Đồng thời, Malaysia không thua Bahrain. Nếu tiếp tục, đội hạng 3 bảng E không đủ điều kiện đi tiếp, Olympic Việt Nam có khả năng sẽ gặp đội hạng 3 của bảng F. Bảng đấu này hiện vẫn đang cạnh tranh quyết liệt. U23 Saudi Ả Rập và U23 Iran cũng dẫn đầu với 4 điểm nhưng hy vọng vẫn còn với U23 Myanmar và U23 Triều Tiên nếu thắng hai đội đầu bảng ở lượt trận cuối khi cả 4 đội đều giành được 4 điểm, những chỉ số phụ sẽ được tính đến. Tóm lại, với khả năng tránh được Hàn Quốc là rất cao, chúng ta chỉ gặp Hàn Quốc khi xếp nhất bảng D, đồng thời Hàn Quốc để thua trận cuối cùng và xếp thứ 3, cộng với việc đội thứ 3 của bảng B không đủ điều kiện đi tiếp thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có nhiều sự toan tính trong trận đấu gặp Nhật Bản diễn ra vào ngày 19 tháng 8 tới. Giám đốc truyền hình AZ 18 tiếc khi Việt Nam không mua bản quyền. Bà Linda Wahyudi từng nhiều lần hỗ trợ các đài truyền hình đến từ Việt Nam tác nghiệp tại Indonesia đã chia sẻ như vậy trước thềm khai mạc AZ 2018. Bà giám đốc Linda Wahyudi cho biết có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền phát sóng AZ 18. Bà rất tiếc vì Việt Nam không có bản quyền lần này. Có mặt tại đài bản doanh dành cho phóng viên tác nghiệp ở AZ 18 đặt ngay cạnh sân Gelora Bung Karno trước thềm khai mạc AZ 2018 ở Jakarta, Indonesia. Tại đây có hai khu vực ABC, trung tâm phát sóng quốc tế và trung tâm báo chí MBC. Công việc càng đến ngày 18 tháng 8 năm 2018 càng nhiều, nhưng mọi công tác chuẩn bị của báo chí, đặc biệt là phóng viên truyền hình càng ổn định. Những đài có bản quyền đã sớm bố trí người và nhân lực cho 16 ngày thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao lớn nhất châu Á. Bà Linda Wahyudi, giám đốc trung tâm phát sóng cho biết hiện tại đã có 75 quốc gia và vùng lãnh thổ sở hữu bản quyền phát sóng các môn thi đấu tại AZ 2018. Trong đó, 16 đơn vị có giữ bản quyền bao gồm cả 12 thành viên Hiệp hội Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương. Các đài giữ bản quyền đã có mặt ở ABC đông nhất và có lẽ cũng hùng hậu nhất là đài CCTV của Trung Quốc với khoảng 400 nhân viên có mặt trong một phim trường lớn để truyền dẫn, thu và phát sóng. Những đài khác có diện tích nhỏ hơn như KBS, MBC cũng có khu vực riêng. 3 ngày trước lễ khai mạc, Việt Nam vẫn chưa có bản quyền phát sóng AZ 2018 và nhiều khả năng chính thức không có sóng AZ để phục vụ khán giả trong nước. Thông tin này khiến bà Linda ngạc nhiên.
Tôi rất tiếc khi Việt Nam sẽ không có sóng Ajax 18. Tôi nhớ hồi SEA Games 26 2011 cũng tại Jakarta và Pamulang, các đài Việt Nam đều tham dự. Việt Nam và Indonesia là láng giềng cùng khối ASEAN. Chúng ta đều gặp nhau về chuyện bản quyền SEA Games, bà Linda Wahyudi cho biết. Với 20 năm làm trong ngành truyền hình và mua bản quyền, bà Linda Wahyudi có nhiều năm kinh nghiệm lẫn trải nghiệm với câu chuyện giá bản quyền. Nữ giám đốc trung tâm nói, mỗi năm giá bản quyền ngày một tăng và để các nhà đài quyết định đổ tiền là điều không dễ. ABO, ASEAN Hiệp hội Bản quyền Truyền hình Châu Á-Thái Bình Dương, một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ ra đời năm 1964 với mục đích hỗ trợ sự phát triển của ngành truyền hình trong khu vực. Tổ chức này có 272 thành viên, trong đó có Việt Nam, có hai thành viên là VOV và VTV. Bà Linda nhận định, nhiều năm qua, các đài bắt đầu liên kết và tham gia tổ chức ABO nhằm đảm bảo việc kiểm soát mức giá bản quyền truyền hình. Nhiều quốc gia nếu như không thể trả tiền cho hệ thống thiết bị thì còn có những nước thành viên lớn hơn, vì vậy chúng tôi liên kết thành một hiệp hội. Mối lo ngại với giới làm truyền hình theo bà Linda chính là đài tư nhân của các tỷ phú. Theo bà, các đơn vị này có thể mua bản quyền để chạy thử nghiệm, không hẳn phục vụ nhu cầu thuê bao nhưng lại cạnh tranh trực tiếp với đối thủ khác. Còn nhớ World Cup 2018 vừa qua, VTV chỉ đạt thỏa thuận mua bản quyền phát sóng vào phút cuối khi được hai tập đoàn lớn của Việt Nam hỗ trợ tài chính. Đó cũng là một cách để giải bài toán kinh tế liên quan đến bản quyền, nhưng có lẽ không phải là phương án duy nhất. Nên chăng sau vụ thương thảo bất thành này, VTV nói riêng và những người có trách nhiệm nói chung sẽ cùng tìm ra hướng giải quyết. Với thực trạng giá bản quyền các đài thể thao ngày càng cao như hiện nay, người hâm mộ Việt Nam sẽ tiếp tục cảnh phải coi lậu hoặc mù thông tin là viễn cảnh được báo trước. Văn Toàn tiết lộ lý do thay đổi kiểu tóc. Vì sao Văn Toàn nhuộm tóc kiểu già trước tuổi? Olympic Việt Nam làm gì khi bị các đối thủ soi ở Ajax 2018? Buổi tập đầu tiên của Olympic Việt Nam chiều ngày 9 tháng 8 trên sân chính Bình Dương thu hút chừng 1.000 cổ động viên đến theo dõi, chủ yếu là các fan tuổi teen và các em học sinh. Báo chí hỏi Văn Toàn liệu Toàn có thể cho biết vì sao mình có mái đầu lạ và nhuộm màu vàng xám như thế. Tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai không giấu giếm cho biết, chẳng qua tôi muốn thay đổi một chút, tạo làn sóng gió mới để may mắn hơn, thay đổi một kiểu tóc, một màu tóc, tôi như muốn mình may mắn hơn, tự làm mới mình. Mái đầu buộc tôi phải có những thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, chỉ có vậy thôi. Nói về thông tin các đối thủ ở bảng D, Văn Toàn cho biết huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho toàn đội tiếp cận với thông tin về các đối thủ và toàn đội đã nắm được thông tin mục tiêu trước mắt của đội là vượt qua vòng bảng để vào vòng sau vòng 16 đội rồi tính tiếp. Riêng Nhật Bản cử đội U21 tham dự thì qua báo chí, chúng tôi cũng có biết điều này. Có điều, với bóng đá Nhật, dù U21 hay Olympic thì họ cũng rất mạnh. Mục tiêu là phải thắng hai đối thủ Pakistan và Nepal để có suất đi tiếp trước. Về việc ngôi Á quân U23 châu Á có làm cho Olympic Việt Nam bị các đối thủ soi, Văn Toàn tin rằng điều đó là có thật. Họ sẽ tiếp cận trận đấu với Olympic Việt Nam với sự tôn trọng hơn chứ không như hồi vòng chung kết U23 châu Á. Đó là khó khăn sẽ đến với Olympic Việt Nam, song Văn Toàn tin rằng thầy Park tiếp tục có những chiêu bài trước mỗi trận đấu. Còn nói về việc các tuyển thủ Olympic trong thời gian qua liên tục đá các giải V-League đến giải Tứ Hùng, rồi sân chơi Ajax 18 có áp lực nào quá tải, Văn Toàn tự tin cho biết là cầu thủ chuyên nghiệp nên tất cả biết phân phối sức lực cho mỗi giải, không có chuyện sợ quá tải.